chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 271. Hồi sáng Nhân Đức gặp một cô này, khi mà nói chuyện với cô nói cô là bị ung thư cũng nhiều năm. Mà khi cô nói cô mà bị ung thư, những đứa không thể nào ngờ cô này mà cô bị ung thư luôn. Vì sao? Nhìn cô là giống như nó không có một cái triệu chứng bệnh hoạn gì luôn. Từ cái sắc diện nè cho tới hình tướng của cô, không có cái gì gọi là cô bị ung thư. Nhưng đứa hỏi, ủa vì sao cô bị ung thư mà nhìn thấy cô không có ai nghĩ cô bị ung thư hay bệnh hoạn gì luôn, nhìn cô khỏe vắng và bình thường quá. Cô nói rằng là lúc trước khi cô mới bị bệnh ung thư, vừa phát hiện bị bệnh ung thư là trong vòng một tháng thôi, nhìn con giống như là người chết rồi, tiêu tị và chán nản, buồn khổ, lo sợ, nó đủ thứ tâm trạng áp lực con kinh lắm, con lo lắng đủ chuyện, con sợ hãi. Từ khi con được nghe thầy giảng pháp là con cởi mở tâm tư hoàn toàn hết, là con niệm Phật. Từ đó về sau con cứ để cho cái tự nhiên luôn, không cần bận tâm lo âu sợ hãi gì nữa chứ, con cứ niệm Phật. Từ ngay cái tâm đó mà nó trở lại trạng thái bình thường luôn. Dù là con bị ung thư nhưng mà giống hệt như là con đang là người khỏe bình thường để sống luôn, không có chuyện gì xảy ra, và ăn uống cũng bình thường. Và mỗi ngày con chỉ có niệm Phật, phát nguyện bất cứ lúc nào ra đi là cầu Phật tiếp dẫn, chỉ có tâm vậy thôi. Và con sống lạc quan, sống tự tại, sống bình thường luôn, không có một cái gì xảy ra. Và người nhà của con cũng vì ngay cái hành động của con sống này mà người nhà con đều tín nhiệm Phật pháp và biết niệm Phật, biết tu hành. Nhìn từ chính con họ học Phật. Và con nói với họ một câu rất là mạnh dạn. Con nói với họ một câu rằng là gia đình cứ coi ngay tôi đi. Tôi từ khi học Phật, biết niệm Phật, tôi mới được có lối sống này. Nếu như tôi không gặp Phật pháp, coi chừng tôi chết queo. Chứ cái tâm tiêu cực, cái tâm buồn khổ, cái tâm lo âu tôi chết rồi. Mà chết còn đi đọa lạc. Còn nhờ tôi nghe được Phật pháp, nghe thầy giảng mà tôi mới được sống gì. Mà từ nơi cái hình tướng của cô thôi mà độ cả gia đình người thân. Ai thăm cô cái tự nhiên cũng bị ảnh hưởng Phật pháp. Gặp cô là cô điều phiên niệm Phật. Mà nhìn cô không giống một chút xíu như người bị ung thư luôn. Tính ra 2 năm mấy. Càng ngày càng khỏe, càng ngày càng tốt. Vì thấy rằng là duy trì được một cái tâm bình an, nên người xưa có một câu nói rằng dù cho ngày mai có tận thế, hôm nay sen vẫn cứ gieo trồng. Ý nói rằng là dù ngày mai có sự việc gì xảy ra với chúng ta, hay ngày nay luôn, nhưng mà khoảnh khắc giờ này chúng ta vẫn phải niệm Phật, vẫn bình tĩnh niệm Phật. Như Đức từng nói một câu rằng dù trời có sập xuống chúng ta cũng niệm Phật, không có gì phải sợ hãi cả. Tại vì sao? Vì mục tiêu của mình niệm Phật cầu sanh cực lạc mà. Nên cái bài học tập của chúng ta là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Một đời là khoảnh khắc, dù ngắn hay dài vẫn là một đời. Nhớ nha. Một đời thì khoảnh khắc có ngắn hay dài cũng là một đời. Nhớ. Gây dựng cái tâm một đời này phải về thế giới cực lạc. Mỗi một người phải trân quý cái nhân duyên đặc biệt này. Đời này phải vãng sanh cực lạc quốc. Chỉ cần có tâm như vậy thôi thì dù cho những sự việc gì đến với chúng ta vẫn bình thản. Vì sao?
vì đời này của chúng ta là phát nguyện sanh cực lạc, chúng ta không còn gì hụt hẳn nữa hết quý vị. Nên tất cả những người mà bị bệnh ung thư nghe những công đoạn này, tự nhiên sẽ có một sự lợi ích cực kỳ lớn. Và xã hội bây giờ ung thư rất là nhiều. Những bài giảng này mà người nghe được, hoặc quý vị gửi cho người thân quý vị để nghe, người thân quý vị sẽ có một cái giống như hoàn hồn lại vậy đó. Họ bình tĩnh lại vậy đó quý vị. Có nhiều người mà người ta vừa khám bệnh mà nghe nói mình ung thư cái thôi là người ta giống như mà đi về nhà hết được luôn, kêu người thân đến để rước về. Giống như họ bị một sự chấn động gì kinh quá. Thì biết rằng con người chúng ta khi sợ hãi lo âu một việc gì, cái sự chấn động đó nó làm cho mình bủn rủn tay chân, xanh xao dần dọt. Nên con người cần phải được sự bình tĩnh. Cái bình tĩnh thì sự việc gì đến với mình lớn nhất nó cũng thành nhỏ, nhỏ biến mất luôn. Có những người mà ta nghe tin bệnh hoạn, nghe tin ai chết gì cái tự họ té họ xỉu, vì thấy cái sự bất an mà làm cho ra một con người vậy luôn, xanh xao vàng giọt hết. Hoặc là ta sợ hãi một việc gì để tự nhiên ta ép tim xanh xao vàng giọt, chứ vì thấy không? Thì từ nơi ngay cái chỗ đó thì con người mà thường lo âu sợ hãi, khỏe cũng trở thành bệnh. Không chỉ bệnh mà lo âu sợ hãi sao sống nổi, sao sống nổi. Nên hồi tối nhà Đức chia sẻ bài Phật pháp cùng với đại chúng trong chùa, như nói một câu nào: một con người mà mỗi ngày rầu rĩ buồn phiền là con người này sẽ chết yểu, không có sống thọ. Rầu rĩ buồn phiền mà sao mà sống. Nên một con người mà bệnh đau mà mỗi ngày có thể hướng thiện, niệm Phật, vui vẻ, bình thường là người này hết bệnh. Giống như nhà khoa học đã thí nghiệm rồi, nước dơ mà người ta nghĩ cái niệm thiện mà nó còn trong lại. Vậy thì con người này bị ung thư, bị tế bào ung thư hay bị bệnh hoạn này kia mà thường nghĩ thiện, niệm Phật, an lạc tự tại thì tế bào kia sẽ hồi phục lại, hồi sinh lại quý vị. Thì tự nhiên nó hết rồi. Còn con người này vừa nghe mình bệnh một cái mà rầu rĩ buồn phiền một phát thôi là tự nhiên con người này cứ càng nặng. Vì người đang khỏe mà tự nhiên sợ hãi cái gì, bất an gì cái là họ còn té xỉu, mặt mày còn xanh lè xanh lét. Không chỉ người bệnh mà mình lo âu sợ hãi thì giống như yếu rồi mà còn bị đá đè, sao chịu nổi. Nên con người mình học đạo nó là rất là lớn. Mình hồi phục được tâm trí vậy. Nhớ nghe, mình hồi phục được tâm trí của mình an vui và tự tại. Nên mỗi một người bệnh đau cần phải được nghe Phật pháp. Phật pháp là một phương pháp để hóa giải cái nội tâm bất an lo sợ. Cho họ nghe Phật pháp để họ cởi mở tâm tư bất an lo sợ. Vì con người quy luật đi đến cõi đời này, Phật đã dạy rồi: sanh, già, bệnh và chết. Quy luật tự nhiên. Nên chúng ta không cần phải nặng nề lo âu sợ hãi gì hết. Nó cứ theo quy luật tự nhiên à. Nó cứ theo quy luật tự nhiên thôi. Vậy thì cuộc sống của chúng ta mà gặp được Phật pháp quý vị, mỗi ngày được niệm Phật và có một phương hướng đi về thì quá hạnh phúc. Nên tất cả những người làm con, gieo cái thiện duyên cho ông bà cha mẹ của mình khi còn sống này mà được nghe Phật pháp, quý vị làm con cháu, cái phước đức quý vị lớn lắm. Cái đặc biệt nhất là vì đi về chùa, quý vị nên đặt chiếc máy nghe pháp này nè. Đặt chiếc máy nghe pháp này. Vì đặt chiếc máy nghe pháp này gỡ cho người thân quý vị, cho ông bà cha mẹ được nghe. Có khi một chiếc máy nghe pháp này thôi mà giúp cho ông bà cha mẹ mình biết Phật pháp luôn, và cởi mở tâm tư và vui. Giống như một người bạn đặc biệt để nói chuyện cho ông bà cha mẹ mình nghe. Chỉ một chiếc máy nghe pháp này thôi. Còn mình mở rộng tâm lượng mình ra nữa thì cho chòm sớm láng giềng, cho những người hữu duyên, quý vị tặng cho người ta một chiếc máy nghe pháp này, có khi cứu cuộc đời người ta luôn. Hoặc là những người bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia bế tắc, hoặc nhà nghèo, hoặc buồn chán, hoặc khổ tâm, hoặc là hờn trách con cháu, bỏ bê, thì cho họ nghe một chiếc máy nghe pháp này thù thắng lắm. Những Đức nói rằng những cái nơi mà dưỡng lão quý vị, người già có khi buồn lắm, nếu mà được cho họ nghe pháp thì quá tuyệt vời. Họ ngồi chỗ này, họ ngồi chỗ kia, họ nghe pháp, họ cởi mở tâm tư mà họ còn biết niệm Phật. Cái lợi ích này của con người nó quá lớn quý vị à. Nhiều người người ta không hiểu, người ta cứ cho Phật pháp là mê tín. Những Đức không hiểu
Phật pháp mê tín chỗ nào? Vì nghe những đức giảng Phật pháp nó có mê tín không? Con người ta nghe cái là có sự phấn chấn và rõ ràng là cái việc người ta có thể nhìn nhận rằng nó quá xác thực rồi. Trong cuộc đời con người mà người ta bất an là còn cái gì mà hạnh phúc nữa. Mà Phật pháp là dạy người ta bình an, là cho người ta có niềm vui và xác thực cho người ta nhận thức luôn. Nhưng Đức từng hỏi một câu hỏi rằng thì bất an, lo âu, sợ hãi, bị bỏ rơi, buồn phiền, khổ tâm, tất cả những sự việc này quý vị nếu còn nặng nề và khổ, quý vị nghĩ phải là quý vị đi không nổi rồi mà còn bị đá đèo thêm, đúng không? Mình đã gặp những sự cố trong cuộc đời rồi, mình cần phải được nghe để cởi mở tâm tư và cần phải được giải tỏa tâm tư nặng nề mới là đúng. Đúng rồi, tất cả những người khổ đau trong cuộc đời này cần phải được cởi mở ra, giống như nặng nề, giống như đeo đá mà bây giờ mình gỡ đá trong người họ ra, họ phải khỏe không? Mà Phật pháp là giúp mình gỡ đá ra để con người được an vui tự tại. Cái này thì cái gì gọi là mê tín quý vị? Chứ đâu phải nói chuyện mù mờ, hoặc là bạn khổ bạn buồn tự nhiên lỡ làm bùa phép đồ này kia đồ cho bạn vui, cái này mới là mê tín. Còn cái này là dùng văn tự để nhắc nhở, để cởi mở, để giải thích cho người ta nghe, rồi để người ta nghe xong người ta thông hiểu, hiểu rồi tự ta buông xuống. Cái này không có cái gì gọi là mê tín hết chứ. Công nhận quý vị, vì nghe như Đức giảng vì thấy có gì mê tín không? Đâu có gì mê tín đâu. Giống hệt như Phật pháp dạy mình, mình đang đứng ngay chân đầu đường này, mình muốn đi đến cuối đường kia, thì bản thân của mình phải tự đi. Phật chỉ là người chỉ mình đây đi lại chân đó, sẽ gặp chỗ đó, là mình tự mình đi lại đó. Có gì mê tín không? Không. Chứ không phải là Phật pháp kêu mình ngồi đây và tự nhiên mình biến là tới chỗ đó. Không phải. Mà mình muốn đi đến chỗ đó thì Phật chỉ mình cái đường đi đến chỗ đó. Thí dụ như mình mỗi ngày nặng nề khổ tâm lo âu sợ hãi, thì Phật dạy mình khổ tâm lo âu sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Mình cũng nhận thức rõ ràng khổ tâm lo âu sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Nghèo cũng đã nghèo rồi, khổ với cái nghèo gì cũng nghèo. Thà mình sống mình nhận thức được mỗi ngày mình cũng ba bữa cơm, dù là nghèo nhưng cũng ba bữa cơm. Vậy thì tại sao chúng ta không sống những ngày tháng biết đủ và an lạc tự tại để sống trong cái nghèo? Nghèo mà vẫn sống an vui tự tại được, vậy thì quý vị thấy quý vị có nghèo không? Không. Bệnh đau thì đã bệnh đau rồi, gầu gỉ khóc lóc để làm gì? Thì Phật dạy mình bệnh đau cũng bệnh đau rồi, vì sao không sống những ngày tháng còn lại cho tốt, cho vui? Như vậy thì khi thọ mạng đến ra đi, nó còn có sự tái sinh tốt đẹp, đúng không? Cái đó quý vị nghe có phải mê tín không? Làm gì mê tín? Đâu có gì đâu mê tín. Nên một chiếc máy nghe pháp này thôi có thể cởi mở tâm tư cho người ta, và người ta nghe người ta thoát được cái tâm phiền não, thoát được cái tâm khổ, thoát được những cái tâm âu sầu nặng nề, thoát ra được từ ngay một chiếc máy nghe pháp như vậy thôi. Nên quý vị tặng cho người ta một chiếc máy nghe pháp, một giá trị cực kỳ lớn. Cho người già khi ngồi ở nhà buồn khổ này kia, mỗi một chiếc máy nghe pháp ở phía sau có cái địa chỉ số điện thoại, vì điện để mà thỉnh máy nghe pháp này như thế nào thế nào, người ta chỉ vậy. Hoặc máy niệm Phật, hoặc đèn bông sen để bàn thờ. Mỗi một con người chúng ta đem Phật pháp phổ biến giới thiệu, lợi ích rất là lớn. Rồi nhiều người mình khi đi chùa thứ bảy chủ nhật, chùa mình chia sẻ Phật pháp, niệm Phật, lễ Phật, phóng sanh cũng thiết thực. Mình đi đến chùa được lợi ích, mình rủ bạn bè này kia đi, hoặc là lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, ngày nay là ngày 18 rồi. Còn như là hai mươi chín ngày nữa là lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, 17, 18, 19, 20. Còn 29 ngày nữa lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, 4 ngày. Đây là cơ hội tu phước tu duyên đặc biệt thù thắng quý vị. Nhớ, tất cả những vị trưởng đoàn phát động chương trình để cho người ta đi tu lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm,
Và nhiều người ở phương xa, nước ngoài này kia, quý vị nên phát động chương trình để mình đi đến đây mình lễ Quán Âm Bồ Tát 4 ngày. Ý nghĩa dữ lắm quý vị. Cuộc đời con người chúng ta tạo cái mình cầm theo được, cố gắng tạo. Cái mà không cầm theo được, cả đời cố công tạo rồi. Bây giờ hiểu rồi, nghe đạo hiểu rồi. Nên tạo cái mà mình cầm theo được. Nhiều người trưởng đoàn này kia đồ nên phát động chương trình dẫn người ta đi tu. Nhiều người có điều kiện tiền bạc, quý vị nên thuê xe luôn cho những người miền quê của mình được có dịp đi chùa tu. Và xác thực nói rõ cho họ nghe, chuyến đi này chúng ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu an, cầu siêu cho người thân của mình. Chân thật mà đi đến đây để mình vừa nghe pháp, dụng công tu, lại Quán Âm, đầy đủ hết. Và chuyến đi này, lễ Quán Âm 4 ngày được quà tặng cho mỗi người một chiếc máy niệm Phật. Tuy một chiếc máy niệm Phật các vị đều đặt được hết, nhưng mà lại Quán Âm Bồ Tát kỳ này tặng được một chiếc máy niệm Phật là một món quà đặc biệt ý nghĩa trong cuộc đời mình. Mỗi lần lại Bồ Tát Quán Thế Âm, ý nghĩa quá quý vị. Nên mỗi một người chúng ta nghe chương trình tu hành, nghe chương trình làm thiện làm tốt, đây là những ý nghĩa của cuộc đời mà làm để tạo ra và cầm theo được. Bữa nay thứ tư, còn 2 ngày nữa tới bữa thứ 6 thì chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị. Mỗi lần như Đức tổ chức chương trình khiếm thị là khắp nơi nơi chúng sanh Phật tử người ta đều biết. Tại vì người ta đều là nêu lên, ô chùa đó tổ chức chương trình khiếm thị đông lắm. Nên bao nhiêu người người ta về, người ta tặng tiền cho người khiếm thị. Đây là cái cơ hội, ông thầy ông tạo ra cơ hội để cho mình được tu phước tu duyên. Ngay con người luôn, tu phước tu duyên ngay con người, giống tu phước tu duyên ngay Phật. Phải nhớ, trong kinh Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nói câu chúng sanh thì trong đó cũng có người khiếm thị, mà họ cũng có cái thiện duyên về chùa cũng niệm Phật này kia, rồi mình tặng tiền cho họ. Nhìn bao nhiêu hoàn cảnh khổ đau, người ta cũng sanh ra đời cũng một kiếp người như mình, mà người ta lại bị tật nguyền, bị khuyết lục căn, khổ quá quý vị à. Nhìn từ cái cảnh tình như vậy, bản thân mỗi một con người chúng ta tự nhiên phát tâm thương yêu, giúp đỡ, tạo cái mà mình cầm theo được quý vị. Tạo cái mà mình cầm theo được. Nhìn từ họ tự nhiên mình thấy mình đúng là quá hạnh phúc. Mình còn đầy đủ lục căn. Mình phát tâm, mình tu học, được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, hoặc mỗi ngày được nghe pháp. Có khi những người này họ khiếm thị khiếm tật, mà họ mỗi ngày lê lết vì chén cơm manh áo, họ đâu biết gì Phật pháp đâu. Nên mình nhìn từ họ thì mình thấy, bởi vì người xưa nói câu, bạn nhìn xuống thì bạn thấy bạn còn hơn nhiều người, còn bạn nhìn lên, bạn luôn luôn hước lên không, thì bạn thấy bạn bị thua sút nhiều người. Nên nhiều người ta khổ đau là do gì? Ta nhìn lên quá quý vị. Nhìn lên quá thấy mình không bằng nhiều người quá nên tủi thân. Quý vị coi người ta khiếm thị khiếm tật, quý vị dặn con cháu mình đi đến cho con cháu mình thấy đi. Nó giàu khi mà nó ăn một miếng nó bỏ một miếng, nó vứt bỏ. Bây giờ bị dẫn nó đến gặp người khiếm thị, bị tập cho con cháu biết thương người đi. Cơ hội đổi tiền ra cho con cháu mình, cho tiền người ta, cho nó biết thương người đi. Rồi mình dạy con cháu mình, nó con cháu con nghe chưa, thấy cho thầy giảng đó. Mình mà ăn phí phạm sao mình nghèo khổ như người ta, gặp người nghèo khinh thường người ta, sau này con thê thảm lắm. Những người này cũng đã từng giàu có phước duyên trong đời kiếp nào mà phỉ báng Phật pháp, hoặc là dùng cặp mắt nhìn những điều xấu, dùng cái miệng nói những điều xấu, từ nơi đó mà lục căn bị phiết. Dạy con cháu mình để con cháu mình tránh đi, đừng nên gặp phải những cái quả báo này, để sau này nhiều đời nhiều kiếp phải chịu cái khổ đau này. Dạy cho con cháu mình biết thương người quý vị. Dạy cho con cháu biết thương người, đó là một giá trị lớn của đời người. Sanh ra con cháu mà không được tiếp nhận giáo dục, đối con người không biết thương yêu thì thua. Đối với mình thế nào nó cũng bỏ rơi mình. Con cháu mình mà biết thương người thì đối với ông bà cha mẹ nó không bao giờ bỏ đâu quý vị.
Nên cái giá trị lớn nhất là tạo cho con cháu của mình được tiếp nhận giáo dục, biết thương người. Con người phải càng thương con người. Nhớ nghe, con người phải càng thương con người. Con người mà còn không biết thương con người, vậy thì đâu có đáng mặt làm người. Đúng quý vị, đâu có đáng mặt làm người đâu. Con người mà còn không thương con người, sao đáng mặt làm người? Nên con người phải thương con người. Những đức thấy nhờ Phật Pháp mà cho những đức hiểu được cái giá trị làm người và biết thương con người. Mỗi ngày sống thường giúp cho người ta được vui, được bình an. Nên bản thân những đức luôn luôn được bình an quý vị à. Câu Phật hiệu này, A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác. Giác ngộ thì bình an, mà mê hoặc thì thường khổ. Mỗi ngày mình càng nghe Pháp để con người mình giác ngộ cái tâm của mình, để gây dựng tính nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Những việc thiện, việc tốt làm, việc này là làm để mình cầm theo được. Nếu không cả đời mình toàn là cầm nghiệp, cầm ác đi theo không à. Mình tạo cái phước duyên mà mình cầm theo được, đây là việc tốt quý vị à. Việc đặc biệt lắm. Nên mỗi một con người nên hướng thiện. Hướng thiện là điều tốt nhất trong cuộc đời chúng ta. Tập trung mấy ngàn người vì khiếm thị về, đây là cơ hội để tu phước tu duyên. Tất cả những người giàu có điều kiện giàu sang, đây là cơ hội để tu phước tu duyên. Một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì là của mình quý vị? Có ai chết đi mà cầm của cải vật chất theo không? Đừng đợi đến ngày đó, hối hận lắm. Hối hận lắm quý vị. Nên mỗi ngày chúng ta siêng năng niệm Phật, làm việc thiện việc tốt, nên mỗi việc chân thật cố gắng làm. Nhưng bị trưởng đoàn phát động chương trình lên, có tiền chút ít tặng cho người khiếm thị. Nhưng đức điều khuyên quý vị cho tiền người ta không có thấy chứ. Chính bản thân những đức cũng làm điều này mà. Cuộc đời có người mà làm được những việc này là ý nghĩa của cuộc đời mình mà. Bởi vì vui sướng mà làm, hạnh phúc mà làm. Mỗi ngày gầy dựng tính nguyện, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cứ đi đứng nằm ngồi cứ thường niệm A Di Đà Phật. Nhớ Tây Phương Cực Lạc. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, nhớ. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì thường vui. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì hết khổ. Thường vui thì hết khổ chứ làm sao? Đúng không? Nên mỗi ngày cứ niệm Phật đi. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng gì sao niệm Phật. Niệm thêm một câu Phật hiệu đi. Đi đứng nằm ngồi đều đeo máy niệm Phật, niệm thêm câu Phật hiệu đi. Niệm một câu Phật hiệu là phát duyên phát phước gì sao niệm. Không niệm Phật là dại khờ lắm. Niệm Phật đi. Dù bệnh đau khổ đau sự cố gì của cuộc đời cứ niệm Phật. Mình có sự nương tựa bình an nhất, đó là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Tăng giảng dạy cho mình, nương tựa Bồ Tát cũng là nương tựa Tăng. Nên khi chúng ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp, Pháp giúp cho chúng ta hiểu rõ lý vô thường, còn Tăng là Bồ Tát, chúng ta nương tựa Bồ Tát cũng cảm thấy bình an. Cả đời của người mình học Phật, nghe được định lực nhân quả, hiểu sâu nhân quả, cuộc đời mình sống không còn khổ nữa quý vị. Không còn nặng nề, không còn khổ gì nữa hết. Hãy sống những ngày tháng có ý nghĩa cuộc đời. Ý nghĩa nhất là gì? Có niềm vui. Có người mà sống mỗi ngày khổ thì không có ý nghĩa gì của cuộc đời cả. Vô nghĩa lắm. Có người mà sống mỗi ngày bất an, lo âu, sợ hãi là sống vô nghĩa lắm. Hãy sống những ngày tháng có ý nghĩa đi. Đó là sống có niềm vui. Sống có nụ cười. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Ai không cười thì cuộc đời sẽ lỗ. Nên chùa của mình bao nhiêu con người đông đúc gì mà sống vui, sống có nụ cười, sống có hạnh phúc. Đây là ý nghĩa lớn nhất của đời người. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng, ai của mỗi người siêng năng niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, đều gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời kiên cố. Và khi bỏ báo thân này đều phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử
và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.